đây, chỗ này nó là trung tâm thương mại Tràng Tiền nhé, Tràng Tiền Plaza. Hôm nay là thứ bảy, tối chiều thứ bảy. Chiều thứ bảy thì bây giờ đang là tầm khoảng 6 giờ, hơn 6 giờ một chút. Chưa đông lắm. Các cháu đi chơi, thuê xe với lại các cái chưa có nhiều lắm. Suýt đã gây tai nạn. Trung tâm thương mại Tràng Tiền này thì nó rộng khoảng đâu đó là khoảng 1.500 mét. Thì với cái giá trị của cái trung tâm thương mại này bây giờ nếu mà tính ra thì chắc là nó rơi khoảng xấp xỉ đâu đó khoảng 3.000 tỷ. Nhưng mà bây giờ lại chỉ để khu này là bây giờ chỉ trung tâm thương mại, nhưng mà các cái hàng hóa ở trong này nó cũng không được xịn sò cho lắm. Đồ ăn vặt đây. Đến đây là ngã tư giao nhau giữa phố Hàng Bài và phố Tràng Tiền rồi nhé, Đinh Tiên Hoàng. Đó, bắt đầu đến phố Hàng Khay, ngã tư rất đông. Bây giờ bắt đầu với các bạn và các em này. Rất nhiều hot girl cho các bạn ngắm nha. À, đam mê tốc độ rồi. Dọc con phố này từ đầu đến kia đến từ đầu chỗ Hàng Bài Tràng Tiền vào đến đây thì thấy là đa phần là chủ yếu là các cơ sở cho thuê xe. Các bạn rất nhiều nha.
vào đến khu vực đoạn chỗ sạch tòa nhà Vinaphone này rồi thì các cái quán hàng ăn vặt hay là cái kia là cũng bớt dần rồi nhá. Chủ yếu là nó ở đoạn đầu cái thôi, còn đến trong này thì ít rồi. Chỗ này thì chủ yếu là mọi người đi lại vui chơi thôi. Này là phố Lê Thạch giao nhau với cả Đinh Tiên Hoàng. Rất là nhiều bong bóng nha. Đấy, xuống khỏi bong bóng đẹp quá. Giờ này thì gần như là mọi người thì chủ yếu là đi chơi thôi các bạn, chứ cũng chưa thấy có các cái hoạt động gì. Hoạt động kia thì chắc là nhảy nhót hò hát hay là các cái nhóm thì chắc phải tối tầm khoảng 7 giờ, sau 7 giờ. Các bạn trẻ ra đây chụp ảnh check in khá là nhiều. Ok, vào đấy thì đổ quần hết chị bà mày rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.